bắn nhanh. Rồi nè, 70 rồi. Cũng đạt được đến mức tạm chấp nhận được đúng không em? Rồi nè, ủa trúng rồi, trúng rồi. Sao đó lại trúng chân ta, thấy chúng mình rõ ràng. Thằng Buôn Shot, Buôn Shot các bạn, hôm nay lụm luôn. Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán ạc đột kích uy tín, chất lượng? Đến ngay shop nhật trường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Hello, 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 hello. Hello, xin chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Ben Chiu Rock 2 nha. Và em là Ben đây, ấy. Chiêu đầu tiên, quá đẹp. À, hôm nay em sẽ bắn cây AWM Inferno Dragon anh em à. Quá quen thuộc với anh em chúng ta rồi. Một cây VIP có thể nói là khoảng mấy năm trước, khoảng cái thời gian mà nó ra mắt thì nó là một cây VIP quốc dân rồi. Cho đến khi là Bayet VIP ra mắt thì lật đổ nó. Thì có thể nói là nó là một trong những cái khẩu AWM huyền thoại rồi, tạo nên tên tuổi của rất nhiều những cái anh em sniper nổi tiếng luôn. Đắc Pha, Tấn Thạch Sùng, Thắng Chelsea, Siruna Okami. Quá nhiều những anh em nổi tiếng đã từng trải qua cái cây AWM VIP này. Hôm nay Ben cũng tập bắn xem sao. Thật sự là em có lẽ em không có duyên với cái dòng này hay sao á. Nói vậy em bắn cái dòng này khá là tệ. Mặc dù em bắn được những cái dòng như là rồng đỏ, rồi dòng creep nè, rồi dòng tiger, rồi những cái dòng thường đều bắn được. Sao qua cái dòng VIP này em không quen thì phải. Và cái dòng AWM Inferno Dragon này nó có rất là nhiều cái phiên bản pha ke luôn nha anh em. Cực kỳ nhiều luôn. Nó nhiều đến nỗi mà em không nhớ hết luôn, hết tên luôn á. Bộ bên thôi, để hôm nào bắn rồi anh em sẽ biết, chứ kể bây giờ kể em cũng không nhớ để mà kể hết nữa. Để em lướt cái kho đồ thôi, cái dàn pha ke của nó là thôi chắc cái hơn chục cây á. Quay. Ôi. Mình đứng trên đầu nó luôn anh em. Mình đứng đầu nó mình đi không được cái chứ. Đây, nhiệm vụ bây giờ lấy lại cái AC nè. Quay. Ủa cái tâm bị gì nhở? Quê lại học gì vậy? Học liên tục luôn nè. Mày nè, nó vẫn còn canh mình anh em. Nó kiên trì kiên nhẫn đến không thể hiểu được. Đây chúng rồi. Ngu người thế à? Ai đúng là những huyền thoại cầm cái cây này lên khác, còn BTQ cầm thì nó khác anh em à. Nó khác một trời một vực luôn. Nhưng mà cây này giờ lâu lâu bắn đấu đơn những còn khá là ngon nha anh em. Vô tay những anh em VIP Bro Server bắn vẫn rất là ngon. Nhưng mà mua thì chắc bây giờ ít ai mua nó rồi. Nếu mà có mua là chỉ những anh em tạo ạc lại và người ta có cảm tình với nó, người ta muốn sưu tập lại thôi. Chứ giờ mua cũng ít ai bắn lắm. Để bắn đấu đơn vui vẻ chứ giờ vô đặt bơm thì đa số cầm M200. Còn những anh em nào bắn 46 thì người ta đã bắn chuyên default rồi, nên người ta chỉ chơi những cái dòng súng default thôi. Ít ai đem cây này vào đặt bơm lắm rồi anh em. M200 giờ nó bá quá đi. Không biết nó bá hay là nó báo cây này nữa. Mấy năm về trước mà cầm cái cây này, trời ơi đẹp trai anh em ơi. Đúng là cái gì cũng có một thời thôi đúng không em? Không có cái gì mà nó trường tồn mãi mãi hết. Rồi đây không biết sẽ có khẩu súng nào nó xóng ngôi M200 hay không? Nghĩ là hơi bị khó á. Ngày xưa AWM này nó thống trị cũng 3-4 năm trời. Còn M200 VIP thì nó bá đâu khoảng 2 năm trở lại đây. Đặc biệt là trong năm này nè. Trong năm nay rồi M200 VIP bá quá. Ai hỏi tới cũng súng nhắm cũng muốn mua M200 VIP hết. Còn bộ rẻ. Cây này biết nữa, im hơi lặng tiếng luôn. Mà lâu lâu vậy thắng vẫn thấy có người bắn.
Em biết có một số anh em mà người ta luyện 46 nhiều đến nỗi mà người ta bắn mà 200 còn tệ hơn 46 nữa nè. Có nhiều thằng bắn, có nhiều ông á bắn ghê lắm, bắn một bắn 46 là ghê lắm. Bắn 46 thường thôi á, vô bắn cả 80 kill khiếp. À rồi rồi, vô kèo quen rồi. Lúc đầu nó chưa quen súng thôi đó. Multi rồi ơi. Bây giờ mà kích cái gì nữa? Ồ, hiện lên cái bảng kích sao anh em tôi coi video nó không có sống động. Nãy giờ hiện lên bảng kích mà quên F12. Mà đang bắn ghê cấn sao F12 bây giờ? Ê, mày đâu? Ủa đâu rồi? Mày hả mày? Mày lụm. Còn đâu nữa? Chàng ra bắn lẹ nè. Đấu đơn mà nhịp độ trận đấu phải đẩy lên cao đến mức hết mức có thể. Rồi, lụm. Lụm mày luôn. Nghe mà bạn. Rồi. Ra đi. Canh sẵn hết rồi. Cái nào quen snap im á anh em, snap được luôn á. Nhưng mà bắn 46 em vẫn thích dễ tâm không. Đấy. Trời ơi, hộp pha đó để thêm xíu nữa nó còn đỏ. 3 giây tức thế à. Pha đó tệ ta. Mày. nó vô nó né vô không kịp luôn anh em. Rồi không thấy tôi. Ê, cái cha Liên Thành. Liên Thành mà bắn hai phát mà không chết nó là chắc là xác định mình luôn. Nó bắn cho rách quần. Thật sự thì sau bao năm cái này nó vẫn còn khá là đẹp anh em. Họa tiết rồng nè. Em chỉ không thích một cái điều là trên cái nòng nhắm nó cứ vẫy, làm như em là người sợ vẫy sợ lỗ vậy. Nên những anh em cũng thấy rồi đó, cái tay của cái con nhân vật thiên sứ em cũng không thích. Nhưng cái nòng nhắm này nó hiện lên cái vẫy này em cũng không được ưa lắm. Còn cơ bản là cái này đẹp, còn tất cả còn lại là đẹp. Nhanh, delay nha, chắc chắn là nhanh hơn những cái dòng bảo vật rồi. Chỉ có đỏ với nó là chắc mấy cái cây dòng Ultimax như là Ultimax Silver hoặc là Ultimax Gold thôi. Thật sự kiếm được một cái cây mà cái cây AWM mà nhanh bằng nó chắc cũng khó đó. Anh em còn biết cây AWM nào delay nhanh nữa thì có thể comment cho em biết nha. Em chỉ biết có hai cây Ultimax với cây này là delay nhanh thôi. Ôi, con gà nhà em nó lại kiếm chỗ đẻ rồi. Đây. Multi, im lặng cho anh bắn hết nè. Ơi, bắn mà như thế giới động vật nghe tiếng chim hót bên ngoài nữa chứ. Bực mình nhờ. Mày lụm. Trời ơi. K98 lại rén nha. Chạy đi đâu trời. Pha nó bắn lén mà lại để cho nó đủ thời gian mà nó quay là nó bắn mình. Rồi thôi tập trung siết cái đằng bảo toàn cái top nè. Ôi trời ơi, vừa phát ngôn là tập trung đằng lấy top mà chết. Ê rồi mù mắt nữa luôn, bắn mấy pha mù mắt nữa nhờ. Rồi chết nè. Trời ơi, lú dĩ liền. Lú dĩ là lụm mì liền. Không sao, vẫn còn trong an toàn anh em à. Bắn từ đây tới cuối chắc tớp được. Sợ cầm AWM VIP mà không được bằng các anh em huyền thoại thì cũng phải cố lấy tớp để giữ cái danh dự cho em M4A1. À lộn, nói lộn rồi. Em AWM VIP này chứ. Rồi. Làm cái multi ngọt coi. Rồi. Vậy mà không trúng luôn á chứ. Siết. Sao không có ai vậy? Đây. Mày nè. Trời ơi, quay qua không kịp với thằng Liên Thanh. Anh đợi em từ chiều và dính giò. Hơi tiếc là cây M1 cây AWM VIP này nó không có cải tiến được cái lượng đam hết anh em. Ôi nhưng mà không được, nếu cải tiến lượng đam như ba dách thì nó lại bá quá là bá. Rồi
đủ ga cái nữa đi. Không ga luôn nè. Rồi dính giò. Gãy giò rồi, gãy giò rồi, bay nhảy gì nữa. Bay nhảy gì được nữa. Ôi ôi, tôi thấy nó rồi anh em, mà tôi nhấp lên sau nó canh tôi chèo sẵn rồi. Rồi lượm nè. Ráng tập một thời gian nữa, cứng đấu đơn rồi cái qua đặt bơm anh em. Cũng có đăng vài clip đặt bơm rồi mà ngu quá, bắn ngáo ngơ quá. Trời ơi, rồi con không có cái thùng nó chết rồi. 62 đã đến Long An rồi anh em ơi, còn 1 phút 58 giây nữa. À, chắc được phải mấy kill đây. Trời ơi, lâu mới có kiểu cái pha phản xạ tuyệt vời như thế. Có một số anh em chơi nếp người ta phản xạ kinh khủng quá anh em. Chơi nếp này ngoài cái anh em luyện cho quen tay, chúng ta cần phải có phản xạ nữa kìa. Những cái phản xạ mà của mấy thiên tài thiên bẩm thì em không nói rồi. Nhưng mà nói chung anh em luyện nhiều là anh em quen hả? Bắn riết nó cũng quen thôi. Rồi đó, bắn riết nó cũng hụt không đó, 4 phát rồi đó. Cày thế nhờ. Rồi đang tập hạn chế bay nhảy anh em. Thấy anh em rồ á, người thấy mấy anh em rồ bắn để ý người ta cũng có bay nhảy đó, nhưng mà cái bay nhảy của người ta là bay nhảy có kỹ thuật anh em à. Chứ không phải là bay nhảy bay theo cái kiểu bình thường của mình, bay ngang qua cái. Thật sự mà anh em bay ngang qua cái gặp thời này là mấy ông xì nắp á, ông nắp bể trứng hết. Bay mà cái kiểu bình thường á. Mấy ông mà giờ người ta bay cũng ảo lắm. Đấy. Còn bay cái kiểu mà chậm chậm như ngày xưa á hả, hồi cái thời mà còn anh em còn bảy tâm nhiều á thì còn được. Còn chứ bay kiểu đó bây giờ là thôi, thua. Em cũng còn bay theo kiểu đó đó, giờ tập hạn chế bay lại. Bắn nhanh. Rồi nè. 70 rồi. cũng đạt được đến mức tạm chấp nhận được đúng không em? Rồi nè, ôi trúng rồi. Sao đó mà lại trúng chân ta, thấy chúng mình rõ ràng. Thằng Bullshot các bạn, mày lụm luôn. Lụm hết. Rồi, chạy đi đâu, trời. Hụt luôn á. Hụt luôn à. Rồi, thôi, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích. Khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại BentQ Profile. Phát trên sóng FM tần số 64MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go!